Chào các bạn nhá, lại mình Sôm đây. Thì bạn ạ, hôm nay mình ra video mọi người sẽ hay nhớ like để cứu mình nhá. Đấy thì bạn ạ, hôm nay mình lại xuống đây là thấy em trai đang chuẩn bị đâm siêu phẩm luôn nhá. Đây, siêu phẩm này. Mỗi độ là không hơi méo chút chút thôi. Đấy, nhìn này. Không hơi méo. Rồi. Nhìn vênh hơi vênh nhưng mà được cái chất lượng. Ba bão. Bao tất cả các gió bị nhào rộng này cơ. Sao nhào rộng này cơ á? Hả? Nhào lệch ý độ. À đúng rồi. Đây. Nhào lệch. Các bạn ăn đâu nha. 6 nít nhào lệch. Nghệ nhân vẫn nên bình thường ạ. À. Không để biêng hết bên nhỉ, nhưng mà nó như quả xoài nó méo. Ăn nèo siêu nạch nhưng vẫn siêu lên các bạn nhé. Đầm dây siêu to à? Bao bão. Bên trái yếu hơn. Bên trái yếu hơn. Bên trái bên này mà. Nhìn cứ như yếu hơn hả? Con này mua tiền. Hả? À? 200 nữa. Con này làm gì được 2 mét đúng không? Con này làm gì được 2 mét? Hả? À? Cái gì? À, cả sáo á. Thế là 200 là rẻ. Nếu mà cả sáo. Thế tổng khác á? Mang miệng sang dục mà. À, yêu mang miệng sang gì? Xin xỉ à, miệng xin xỉ à? Nhân nghiện rượu cao nhân này đâm 2 con. Con kia chắc vẫn bé bằng con này mấy nhỉ? Hả? À? Bé hơn cửa à, toàn chơi thằng bé. Ui, gió trên bé bé. Lúc này gió trên bề bé. Sáu con đằng kia. Hả? Sáu con ấy. Ừ. Con bé đang đâm nhiều. Ồ ồ à? Ồ ồ à phải không? Ừ. Mấy con đỏ trước đâu hết rồi? Đó trước có mấy con đỏ đâu hết rồi? Đỏ em nào rồi? Bán hàng không. Ừ. Sợi mất. Toàn mấy con nê đắc thế mà mất. Đổ 15 phút ở trong thương đông cũng mất. Đêm luôn vào nhà dân là lấy mà. Đêm à? Ờ, không đèn luôn. Sao mà cứ anh vào quán dân đêm qua đi chỗ ăn uống luôn. Xong thấy cái xe máy đổ cổng. Bộ ở đâu ấy? Bộ, bộ ở đâu ở đây? Nhà Tuấn Anh. Đây này. Đây này. Bộ ở đâu ấy? Mắt kìa. Thật anh á? Con đỏ buồn nhưng Tuấn Anh. À. Nên. Nên rồi bạn ạ. Nói chung là
diều ti nhích mà nên khá tít các bạn nhá. Nói chung là đấy, gạo diều quê mình nhà bao nhích nhưng mà bao gió, bao các loại gió luôn, không sợ gió là gì các bạn nhá. Nói chung là càng to càng yêu, không sợ bất kỳ một loại gió nào, bé cũng nên được. Đấy, con diều của mình mãi đằng kia cơ. Tôi nhỉ, con nhìn thấy không, để mình phóng lên này. Đấy, con diều mình à, kìa, chấm trên này cơ. Đây, đây, cái con diều mình lên cao, lên đây. Đấy, con diều mình đấy nhá. Đấy, tít đằng này cơ, đấy, chấm ở trên đầu ngón tay mình ấy. Kia đen rồi, nên khá là cao các bạn ạ. Diều mình lên cũng khá là cao rồi. Bây giờ, nhà giờ có mấy con, còn con nào không? Đâm đi. Hả? À? Hết đây rồi á? Hôm qua thấy một đống ở trước sân đấy. Ở sân đấy. Còn con diều gì? 20 rưỡi. Gỡ nốt dây rồi. Ô buộc đâu sao lại vắt con dây điện này? Ra gỡ đi. Ngựa đâm vẫn vắt dây đây. Vẫn vắt dây để gỡ. Ừ. Tí ở đường này không sợ người ta đi à? Mặc à? Dây vứt ngoài đồng nhé. Đó, chơi hàng chơi hạ thích vứt dây ngoài đồng. Con này đâm dây này to à? Ừ. Nhìn chưa võng không có dây đâu. Đây, nên rồi nhé. Nên là bạn, nói chung là trùng tẹt các bạn ơi, có tội trùng à. Gái rất nhanh bạn, lên rồi kìa, cao tít đấy nhưng mà trùng thế này, trùng nỉ mốt đấy bạn ơi. Thì video cũng lên rồi nhá, diều nó cũng lên rồi bạn ạ, bao các loại gió luôn, không ngán ngẩm gió gì các bạn nha. Đấy, đi nhếch nhưng mà nó bao các loại gió. Đấy thì video mình kết thúc nhá, chào tạm biệt các bạn. Bye.